khi mà những cái điểm mạnh của Redmi đó là giá rẻ không còn nữa mà buộc phải có một cái mức giá tương đối như thế thì hiện tại chiếc máy này chưa gây được nhiều ấn tượng cho mình. Ừ mà chính ra tầm này là gà nhà đá nhau có 3 mẫu máy. Đó là Black 3 này. Con này chuyên về chơi game, sau đó là Mi 10. Và đúng flagship và Redmi K10 Pro. Sau hàng loạt sự thất vọng với sản phẩm Redmi K30 thì gần đây với những tin đồn xung quanh trên điện thoại Redmi K30 Pro mới nhất liệu rằng đây sẽ là sản phẩm có khả năng thay thế được người anh huyền thoại của nó Redmi K20 Pro hay lại tiếp tục là một sự thất bại giống như chiếc Redmi K30 vừa mới ra mắt. Hôm nay mình và anh Khôi sẽ ngồi đây để đưa các bạn những thông tin cũng như là bàn luận về vấn đề này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Relap. mở lộ gì nữa? Thông tin nó leak hết ra rồi còn đâu? Thậm chí chính ông Lê Jun luôn. Đúng rồi, ông Lên Jun cũng bảo là À, chúng mày đang ảnh cầm trên tay này Ta trò về ảnh render luôn này đấy. đấy, thì anh em có thể nhìn ở đây Có một số bức ảnh render về thiết kế của Redmi K30 Pro mới nhất Và nhìn qua thì chúng ta có thể thấy ngay Đấy là nó sẽ có thiết kế là màn hình tràn viền Với cụm bốn camera hình trò đằng sau vẫn giữ được rách 3.5 và đặc biệt nhất là camera thò thụt. Lần trước K20 và K20 Pro có thiết kế bên ngoài gần như là y hệt nhau, nhưng bây giờ với cái sản phẩm K30 Pro mới lộ ra thiết kế này thì có vẻ như là chúng ta đã có một cái thiết kế khác với cả Redmi K30 rồi. Với ừ. Redmi K30 thì em thấy là anh em kêu nhiều nhất là cái màn hình đục lỗ của nó nhỉ. Đúng chính xác, cái màn hình đục lỗ của nó thực sự là chưa kể là chúng ta sẽ gặp một số lỗi như là hai cái nốt ruồi đấy không dính vào nhau. <laughs> đấy. Đúng rồi, tắt được tắt được cái đấy. Đấy chính xác. Đấy và thực sự hữu tế thì hiếm khi nào mà họ làm hai mẫu máy như kiểu không pro và pro mà lại có nhiều điểm khác biệt như thế này à, đấy vậy nghĩa là có phải là bản k 30 năm nay là một cái gì đấy nó hơi thử nghiệm không đây sẽ là một sự sửa sai của xiaomi à sửa sai à thế thì chứng tỏ k 30 là một cái gì đấy khá là sai lầm rồi thế nên là hiện tại nếu anh em mà muốn mua những sản phẩm của xiaomi thì em nghĩ là nên khuyên anh em là mua redmi note 8 pro đây là một cái sản phẩm nó cân bằng được nhất hiệu năng Đúng. khá là cao với cả helio g 90 t Uh, màn hình các thứ thì cũng không đến 120Hz nhưng mà nói chung là trải nghiệm hiện tại vẫn rất là đủ Đúng. và mức giá của hãng sách tay thì cũng tốt. Mà quan trọng một điều đó chính là với việc là trang bị màn hình 120Hz chưa kể trên tấm nền đó chính là IPS LCD, thực sự anh nghĩ đó là một cái điều gì đó thừa thãi và là không hữu ích nhất là ở cái phân khúc giá rẻ này. Ừ. ừ, đấy thì anh em quan tâm tới những cái sản phẩm ngon của Redmi Xiaomi thời điểm hiện tại thì truy cập link ở dưới phần mô tả video. XT Mobile đang bán Redmi Note 8 Pro với mức giá tốt nhé. Còn tương lai kể cả khi Redmi K30 Pro về hàng Việt Nam thì với cái tình hình dịch bệnh hiện tại mình nghĩ rằng cũng sẽ phải là khá, khá thời gian là mới về. Mà giá thậm chí là ban đầu còn cao nữa. Và đấy và nó qua về giá thì mình nhớ ra rằng là cái sản phẩm Redmi K30 Pro này nó cũng không hề ngon về mức giá. Tạm thời theo cái giá được leak ra nhá thì là lên tới khoảng 11,6 triệu đồng nếu Đúng, mà chuyển từ đó. tiền tiền nước ngoài sang tiền Việt Đúng Nam. Rồi. Và quan trọng là nó vẫn sẽ sở hữu những cấu hình thuộc là khủng nhất hiện tại. Đầu tiên sẽ có gì? Sovereign 865 này. Ừ. Tiếp theo đó chính là chuẩn bộ nhớ trong US 3.1 nhá. 3.1 chứ phải 3.0 thôi. Nhanh hơn cả 3.0 cho con này. Đúng rồi, chính xác nó cho những cái tốc độ đọc ghi ngẫu nhiên nó nhanh hơn. Đấy, gọi là một cái bản gọi là như kiểu là US 3.0 plus ấy. À, ok. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ có RAM DDR5 Đấy, một cái chuẩn nói chung là nó thành một cái tiêu chuẩn cho những cái mẫu gọi là smartphone với 865 năm trong năm nay rồi. Đấy. Và cái mức giá của nó cao như vậy thì trước đây anh có đồng với thông tin đó chính là việc có vẻ như là Qualcomm họ đã quy chiếu một cái mức giá tối thiểu dành cho những cái mẫu smartphone chạy con chip Snapdragon 865 tránh hiện tượng là cái mức giá nó tụt thê thảm như kiểu năm ngoái ví dụ như ở năm ngoái ấy, thì mức giá khoảng tầm là 6 triệu rưỡi chúng ta đã có thể sở hữu những con máy sở hữu con chip xóa gần tám năm năm rồi ừ. nó khiến cho cái con chip flagship của họ mất đi giá trị đúng rồi. và năm nay ấy, thì có vẻ là cái thông tin đó nó hiện tại đang đúng ừ. đấy khi mà quan con, con họ quy chiếu một cái mức giá đó lại thấp nhất phải là hơn 3.000 tệ à ở thế đấy. con black shark ba anh đang cầm trên tay đấy. Đúng, anh có cầm không Black Shark 3 ở kia thì à. mức giá cũng là khoảng tầm 13 triệu khi về thị trường à. Việt Nam rồi. À. Thế nếu thế thì Redmi K30 Pro nó có hơn hay là nó có khác gì với Black Shark 3 nhỉ? Nó Nói rằng cũng... cấu hình nó cũng như thế, giá cũng như thế, thậm chí nó còn không phải gaming phone. Vậy thì về mặt hiệu năng, về mặt cấu hình nó chưa phải là một cái gì nó nổi bật trong tầm giá. Đúng, đúng không? Đúng. Ngoài cái bộ nhớ UFS S3.1 ra. Nhưng mà nếu so rõ ràng đúng không? Nhiều người người ta vẫn sẽ thích cái thiết kế đó chính là camera thoạt thủ hơn. À. Đấy, thế nghĩa là nó sẽ mạnh về mặt về mặt thiết kế hơn. À, ngoài ra thì em thấy rằng có một cái điểm mạnh của cái sản phẩm mới này đó là về mặt camera. Nó sử dụng chung cảm biến với cả Redmi K30 đó là IMX686 64MP hay sao. Và cái cụm camera đằng sau bốn camera thì có thiết kế lại. À, tuy nhiên thì giống như đời trước thì em cũng nghĩ rằng là cái về mặt thuật toán và mặt phần mềm xử lý hình ảnh của nó sẽ tốt hơn so với K30. Đúng. Giống như năm ngoái là K20 Pro đấy dùng chung phần cứng nhưng mà chụp ảnh nó vẫn tốt hơn, ít noise đúng hơn và đó là điểm qua là về thiết kế, về cấu hình, về giá bán và về cả những cái phân khúc đối thủ cạnh tranh của chiếc điện thoại này mình nghĩ rằng là với mức giá của nó không phải là rẻ như thế thì thật sự thậm chí là chúng ta sẽ có cái tình trạng là gà nhà đánh nhau với Black Shark 3 và ngoài ra khi mà những cái điểm mạnh của Redmi đó là giá rẻ không còn nữa mà buộc phải có một cái mức giá tương đối như thế thì hiện tại chiếc máy này chưa gây được nhiều ấn tượng cho mình ở với Redmi K30 thì màn hình nó sẽ là 120Hz công nghệ IPS LCD thì với sản phẩm này anh nghĩ là chúng ta có sử dụng lại công nghệ đấy không? À, anh nghĩ là không bởi vì rõ ràng ở đây phân khúc của tầm nó là flagship rồi đúng không? Ừ. Đấy thì khi mà sủng lại một công nghệ màn hình chưa kể nó cũng không thực sự tối ưu nữa ừ. thì đây sẽ là công nghệ màn hình được sủng. Anh nghĩ là 90Hz và cái tần số quét màn hình của nó ấy cũng như là cái màn hình của nó sẽ là tấm nền AMOLED. Ừ. Đấy nó sẽ hợp lý hơn. Đúng đúng đúng. Ngày xưa em nhớ là mấy ông Redmi ông cà khịa là cái gì mà công nghệ màn hình từ 10 năm trước để cả cái iPhone là 60Hz. Rồi. Xong rồi cà khịa là các bạn thế nào mà nếu phải bỏ ra quá nhiều tiền để mua một cái công nghệ màn hình có 120Hz đột ra Redmi K30 đấy, đúng cho rồi. nên là bây giờ mà cho cái màn hình cấp cấp cùi cùi vào thì khác thì tự đấm vào mõm. Và đặc biệt nhất là gần đây mình thấy trên Weibo có một nhân vật tên là Lei Binh ông ấy có đăng bài và ứng dụng Weibo nó hiện là đăng bài sử dụng cái thiết bị tên là Redmi K30 Pro Zoom Edition. Nghĩa là bản này sẽ có cái camera có khả năng zoom tốt hơn thì sẽ có hai trường hợp. Một, đấy là camera tele bởi vì chúng ta đều biết trên Redmi K30 hay trước kia nữa, Redmi K20, K20 Pro nhỉ, đều chỉ là dùng camera chính và crop vào chứ không dùng một cái camera tele riêng cho nên có thể bản này sẽ có camera tele hoặc, hoặc camera tiềm vọng chúng ta sẽ có thêm bản nữa gọi là Pro Max hay gì đấy <laughs> Giống kiểu Redmi Note 9 Pro Max đấy. Cho nên rồi. là những thông tin này mình sẽ liên tục cập nhật ở trên video cũng như có thể là fanpage của Relap nên anh em đừng quên để lại một like một subscribe và bấm chuông không bỏ lỡ những video tương lai từ Relap. Máy sẽ được ra mắt vào ngày 24 tháng 3 theo thông Đúng tin rồi. chúng mình biết. Chỉ còn khoảng tầm là 7 ngày nữa thôi. 7 ngày nữa và video cập nhật thông tin thì chắc chắn là sẽ có liên tục cho nên anh em đừng bỏ lỡ nhá. Xin chào Đúng và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Ừ, mà chính ra tầm này là gà nhà đá nhau có 3 mẫu máy nó ừ. chơi bói sắc 3 này ừ. Con này chuyên về chơi game Sau đó là Mi 10 ờ, Và flagship. đúng flagship và Redmi K10 Pro <laughs> Khác gì năm ngoái này. Năm ngoái cũng là Mi 9 với cả Redmi K10 Pro Khó, Khó Nhưng bây giờ ra lại ngang nhau Ừ không nhưng mà năm ngoái là Con Mi 9 là nó fail Đúng không? Năm nay rõ này... ràng là Mi 10 rất là ngon